Trưởng phòng truyền thông của HO đang kiểm tra thử đồ trong túi để lấy phần thưởng. Để làm survey. Đó là quan điểm của anh Đạt đưa ra. 3 4 thấy chưa? Đến chục rồi. 7 8 9 2 cái này là cắm vào đầu sạc. Không, cái này là cắm vào đầu sạc. 12, 13. Không, không tính cái này. Đó. 13 rồi. Từ từ, xong cái nào là trời mấy nữa. Từ từ, không nó lẫn của nó. 13 rồi nhá. Thôi nhân đi, nhân cái số túi đi. Không. Được, đồng ý. Như thế nào? Đó là 14, còn bây giờ lôi hết ra mỗi một cái cảng visit thì đấy, là 26. 26. 26. Nào, 29. Hai báo là 39. 39. 52. Eo ơi, sao mà cũng 53. Túi nhiều đồ nhất thì đến đâu đi. 53 này. Chỗ này có tính 13 không? Không, đây là cái ổ cứng chỉ tính một cái thôi. 55. Không, cái ổ cứng đấy. 55. 56. 57, 58. Sao lại 58? Thì có cái túi nữa. Trời ơi, mọi người tính kiểu gì đấy? Túi bên cạnh nó còn nhiều thứ. Đây, túi bên cạnh của cái kia. 59. 60. 61. Không, mỗi một cái tờ bài của nhạy bén thì lấy ra tính là một thứ đi. Nào. 62, 63, 64, 65, 66. Liệu có tìm thấy nguồn tài trợ của bạn nào trong trường không? 68, 69. Hết rồi. Hết rồi. Khe bên này nữa này, khe trong có không? Khe trong này cũng có ạ. Có. Trời ơi. 70. Anh ơi, 100 cho người quay phim. Thôi cái này đứa nào được thì nó tự nhưng mà chi. Yeah.